thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 313 người giảng lão pháp sư tịnh không xin mời mở quyển kinh ra bảo liên phật quan phẩm thứ 21 mươi Phẩm Kinh văn này không dài Hôm qua dạng đến Nhất nhất quan trung Xuất tam thập lục Bá thiên ước Phật Đây là Bài kệ tán Phật Thường hay đồng tụng Quang trung hóa Phật Vô số ức Đoạn kinh văn này Chúng ta đã xem qua rồi Hôm nay tiếp tục xem đoạn kinh văn dưới đây Thân sắc Thử kim Tướng hảo thù đặc Cái câu này là nói đến Thân tướng <laughs> Xin xem đoạn tiếp theo Nhức Nhất nhất chư Phật Hữu phóng bá thiên quang minh Phổ vi thập phương Thuyết vi diệu pháp Như thị chư Phật Vô lượng chúng sanh các các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo Hai câu ở phía sau Là trung tâm của phẩm kinh này Là phần khai thị quan trọng nhất Chúng ta phải biết cách tu học như thế nào Trước tiên Chúng ta phải hiểu rõ Thế giới Tây Phương Không những là Cảnh giới của Hoa Nghiêm Thực tế mà nói Ở nơi đó Là nơi tuyệt vời nhất Trong cảnh giới của Hoa Nghiêm chúng ta có thể nói nó là trung tâm của hoa nghiêm nếu đem hoa nghiêm thí dụ như là singapore thì thế giới cực lạc chính là con đường ô là một khu vực tốt nhất thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng cái điểm này chúng ta không nên xem thường tất cả chúng sanh cho dù là những người hạ hạ phẩm giảng sanh ở cõi phàm thánh đồng cư độ thì sắc thân của họ cùng giống như phật hay nói cách khác bạn sanh đến thế giới tây phương cực lạc thì tướng tốt thù thắng là thân tướng sắc tự kim Giống như tướng của Phật vậy Là bình đẳng thế giới Điều này thù thắng Chẳng có gì sánh bằng Sau khi biết được rồi Thì trong cuộc đời của bạn Nên chăm chỉ nỗ lực Hy vọng Có thể trong đời này Chắc chắn giảng sanh không bỏ lỡ qua cái cơ duyên này nếu bỏ lỡ qua cơ duyên này thì vô cùng đáng tiếc bởi vì ở trong kinh phật thường nói thân người có được phật pháp khó nghe đến khi nào bạn mới có lại được thân người để nghe phật pháp thật là khó nói trong cuộc đời này của chúng ta khi đã mất thân rồi muốn có lại thân người thật là khó vô cùng có ở chỗ nào chúng ta không cần nói gì khác cái tiêu chuẩn thấp nhất ở trên kinh phật thường hay nói là ngũ giới thập thiện ngũ giới thập thiện của chúng ta có đạt được 80 điểm không? Nếu như ngưỡng giới thập thiện của chúng ta đạt được 80 điểm thì đời sau nhất định được lại thân người. Nếu như không được 80 điểm thì chắc chắn không được lại thân người. Nếu đạt được viên mãn, ngưỡng giới thập thiện của chúng ta có thể đạt được 100 điểm. Nhất định là bạn sẽ sanh lên trời. Vì điều kiện của trời dục giới Bạn đã có đủ rồi Cho nên bản thân chúng ta phải nên suy nghĩ Đời sau có thể được lại thân người hay không? Không cần đi hỏi người khác Bạn cứ bình lặng mà quan sát Thì bản thân mình sẽ hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch nếu như chính mình tâm hạnh bất thiện trái ngược với ngũ giới thập thiện thì đời sau chúng ta nhất định sẽ đi vào tam ác đạo bạn sẽ không có được thân người cái sự việc này không thể không nỗ lực không thể không cẩn thận mà tư duy hiện nay việc tu hành thực tại mà nói khó khăn vô cùng khó ở chỗ nào khó ở chỗ là tập khí của chúng ta quá nặng khởi tâm đồng niệm đều là bất thiện đều là trái ngược với tánh đức đây chính là việc học phật tại vì sao học đã nhiều năm như vậy mà công phu vẫn chưa được đắc lực phiền não tập khí thường xuyên hiện hành ba nghiệp tạo tác thường là mất thiện những người không học phật thì họ không biết những người học phật thì biết nhưng họ sửa không được bởi vì không có đủ khả năng khắc phục phiền não tập khí của chính mình cái chân tướng sự thật này cũng phải hiểu rõ ra minh bạch. Từ chỗ này phải biết đề cao cảnh giác. Phải phát tâm chân thật sám hối. Sửa đổi lỗi lầm của mình thì vẫn còn kịp. Phải sửa đổi từ khi nào? từ ngay bây giờ phải bắt đầu sửa Vì này không thể do dự ngạn ngữ thường nói đường xuống suối già già trẻ vô số chúng ta có biết được mình có thể sống được mấy năm nữa không nói là có thể sống được mấy năm thì thời gian này vẫn là còn dài Bạn xem Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Thế Tôn có nói Mạng người được bao lâu? Phật hỏi các vị đệ tử Có gì trả lời chính xác? Mạng người trong khoảng hơi thở một hơi thở ra không hít vào thì đã sang đời thứ hai rồi đây là lời nói thật người thông minh chân thật người giác ngộ chân thật thì nhất định phải nắm lấy thời gian này thế gian này không có gì quý báu hơn là thời gian phải nắm lấy thời gian một ngày cũng không thể bỏ qua một ngày cũng không thể bỏ phí chúng ta có thời gian một ngày thì có thể sửa đổi lỗi lầm việc tu hành cổ đại đức Thường dạy bảo chúng ta Đó là không phân biệt tông môn giáo hạ Không phân biệt hiện giáo mật giáo Chúng ta biết những gì đại đức này Đều là chư Phật như Lai Pháp thân Bồ Tát thị hiện Không phải là người thông thường các ngài đã dạy cho chúng ta tu hành điều quan trọng nhất là tu từ căn bản thiền tông rất xem trọng giáo hạ cũng không ngoại lệ thông thường mà nói tu từ căn bản thì phải là người thường thường căn câu nói này không sai người thường thường căn thì dễ người trung hạ căn so ra thì rất khó nhưng mà thật sự hiểu được căn bản thì người hạ hạ căn cũng phải có điểm nỗ lực Vì căn bản là gì? Căn bản là khởi tâm động niệm Các vị đại đức trong tông môn thường nói Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm Ý niệm khởi đó là tập khí Chúng ta là Phạm Phu Tập khí từ vô thị kiếp đến nay Nó bất thình lình khởi hiện hành cho nên cái tập khí này đã trở thành hiện tượng tự nhiên không gì là lạ cái câu nói sau thì rất quan trọng chỉ sợ giác chậm ở phương diện này của pháp môn tịnh tông thì thù thắng hơn bất kỳ pháp môn nào bất kỳ tông phái nào giác của tình tông chính là một câu phật hiệu ý niệm vừa khởi đây là niệm thứ nhất niệm thứ hai liền chuyển thành câu a di đà phật đây chính là giác không thể để cho vọng niệm tiếp tục khởi cái vọng niệm này phải nhớ cho kỹ Ta niệm Ác niệm Niệm bất thiện đều là vọng niệm Thiện niệm Chánh niệm Cũng là vọng niệm Vì sao vậy? Vì trong tự tánh không có ý niệm Có niệm đều là vọng niệm Vì vậy Bất luận là ý niệm gì Sau khi khởi lên Thì niệm thứ hai phải trở về câu A-di-đà Phật Dùng câu Phật hiệu này thay vào cái ý niệm đó Chúng ta ngày nay vẫn còn là phàm vu thì chánh niệm trong địa vị phàm phu trong phật pháp đại tiểu thừa nói bát chánh đạo chánh niệm ở trong bát chánh đạo cái chánh niệm này nói ở trong các tông phái các pháp môn là không như nhau chánh niệm trong tình độ tông của chúng ta chính là niệm phật Nhất hướng chuyên niệm Chính là phương hướng mà Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy cho chúng ta Chuyên niệm a di Đà Phật Đây chính là chánh niệm hiện tiền Pháp môn này là thù thắng hơn Phương tiện hơn bất kỳ pháp môn nào Giờ đây mới biết Câu a di Đà Phật này Chính là đức hiệu tự tánh của chúng ta niệm a di đà phật chính là niệm chân như tự tánh của chúng ta cổ đại đức của tịnh tông thường nói tự tánh di đà duy tâm tịnh độ cho nên chúng ta chấp trì câu phật hiệu này chính là niệm tự tánh chính là niềm chân tâm nhất định phải hiểu cái đạo lý này cho nên mỗi tiếng phật hiệu là thức tỉnh cho chúng ta sau khi thức tỉnh thật sự đã tỉnh ngộ rồi chính là minh tâm kiến tánh cùng với đại triệt đại ngộ trong tông môn là không khác nhau Đạt được minh tâm kiến tánh Thì thuật ngữ ở trong tình độ tông Chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn Bạn đạt được lý nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm bất loạn Là đạt được niệm Phật tam muội Sự niệm Phật tam muội này Tam muội chính là thiền định Dùng phương pháp niệm Phật này Đạt được thiền định đây là sự nhất tâm thiền định có thể đoạn kiến tư phiền não sự thiền định này không phải là sự thiền định thông thường thiền định thông thường thường là nói tứ thiền bác định tứ thiền bác định không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi bạn đạt được tứ thiền thì bạn sẽ sanh về cõi trời sắc giới bạn đạt được tứ không định thì sẽ sanh lên trời vô sắc giới tứ thiền bác định là sự thiền định của thế gian sự thiền định của thế gian cùng với thiền định của phật pháp không giống nhau ở chỗ nào sự thiền định của thế gian chỉ phục phiền não mà chưa đoạn được còn trong phật pháp sự thiền định trong phật pháp đại thừa đã nói bất luận là tu pháp môn nào tông phái nào thì họ có thể đoạn được phiền não có thể khai trí huệ sự thiền định của thế gian chỉ phục phiền não mà không cai trí huệ, cho nên họ không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn hiểu được cái đạo lý này, thì bạn mới biết được sự thù thắng của việc chấp trì danh hiệu. Chúng ta nên xem việc chấp trì danh hiệu là một việc lớn duy nhất trong cuộc đời này của chúng ta phải làm cổ nhân nói trong nhị lục thời đó chính là từ sáng sớm đến tối không gián đoạn trong tâm bạn chỉ có a di đà phật ngoài a di đà phật ra thì chẳng có một ý niệm nào khác không có ác niệm cũng không có thiện niệm thì công phu của bạn mới được đắc lực bạn làm như vậy thì nhất định sẽ được giảng sanh Người niệm Phật Điều tối kỵ là sen tạp Ta đang niệm câu Phật hiệu này Trong tâm vẫn còn sen tạp vô số vọng niệm Những vọng niệm này thiên niệm cũng vậy Ác niệm cũng vậy Nó tóm lại đều là sen tạp vọng niệm Sen tạp vọng niệm thì phá hoại chánh niệm của chúng ta Thì công phu không đắc lực cho nên các bạn có rất nhiều vấn đề đến hỏi tôi tôi đều lắc đầu vì sao vậy vì không thật lòng không biết được niệm phật là quan trọng bạn đến hỏi tôi toàn bộ là vọng tưởng sai rồi nghi vấn của bạn bạn có hỏi 300 năm cũng hỏi không hết Càng hỏi thì càng nhiều Người thật lòng thật sự thì không cần hỏi Vì cả thấy ý niệm bạn đều buông xuống rồi Thậm chí giảng những vấn đề ở trên kinh cho bạn Nhưng bạn cũng không hỏi thì bạn mới có thể đạt được tam muội bạn mới có thể khai ngộ sau khi ngộ rồi thì hết thảy các vấn đề tất cả bạn đều thông suốt vì đã khai ngộ rồi không cần đi hỏi người khác tự mình đã hiểu được tất cả rồi cho nên chỉ cần bạn đạt được niệm phật tam muội Chúng ta dùng pháp môn niệm Phật Để được định Cho nên gọi là niệm Phật tam muội Chỉ cần bạn thật sự có chỗ ngộ Thì sự mở rộng kinh điển Là vô lượng nghĩa Khi triển khai kinh điển Mà không hiểu Thì bạn vẫn chưa khai ngộ chưa khai ngộ cũng không sao. Bạn hãy tiếp tục đọc kinh. Nói cho các vị biết, đọc kinh cũng là niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có rất nhiều, đọc kinh cũng là niệm Phật. Đọc kinh là niệm Phật gì? Đọc kinh là niệm Phật của Tự Tánh. bản thể của tất cả chư phật chính là phật của tự tánh tâm thanh tịnh của tự tánh thì không xen tạp một vọng niệm nào đọc kinh đích thực là tu định tôi đã nhiều lần chia sẻ với các vị đọc kinh thì bạn phải biết đọc đọc kinh là một lần hoàn thành tam học giới định huệ đọc kinh là giới học bạn nên y theo quy củ mà đọc y theo quy củ chính là trì giới Dùng tâm chân thành Tâm cung kính Để đọc kinh Lúc đọc kinh Từ như thị ngã văn Đến tính thọ phụng hành mỗi một chữ đọc không sai không đọc lẫn lộn câu nào một chút ngọn niềm cũng không có vì là không khác với phật không thể xen tạp vọng tưởng không xen tạp vọng tưởng chính là tu định Đọc một cách rõ ràng Một cách thông suốt Không đọc sai chữ nào Không đọc lẫn lộn Đây chính là tu huệ Cho nên một lần hoàn thành Tu giới định huệ tam học Tối kỵ nhất là sự sen tạp Sen tạp điều gì? Đọc câu này xong liền nghĩ ý nghĩa của nó là gì? Vì thì xong rồi Tâm học với định huệ của bạn đã bị phá hỏng rồi Liền trở thành việc đọc sách trong trường học của thế gian sợ nhất là vì khởi vọng tưởng có khi bạn đang đọc kinh thì tự bản thân mình biết được ý nghĩa của nó lúc đó thì phải làm sao tự mình biết được ý nghĩa thì cũng không nên để ý đến nó không cần quan tâm đến nó cứ tiếp tục mà đọc tuyệt đối không nên sợ quên mất Ý nghĩa của kinh đang hiện ra liền nhanh chóng đi ghi chép lại Sợ quên mất vậy là bạn đã sai rồi Bạn cứ mặc kệ không để ý đến đó Vì sao vậy? Vì đọc một lần tại chỗ đó thì có chỗ ngộ một lần Tương lai bạn đọc lần thứ hai, lần thứ ba Mỗi lần đọc đều có chỗ ngộ Không cần ghi chép lại phải chú ý ở chỗ này thì bạn mới biết cách đọc kinh mỗi lần chúng ta đọc kinh tốc độ không nhanh không chậm âm thanh lớn hay nhỏ tốc độ nhanh hay chậm là tùy thuộc vào sở thích của mình là được không nhất định phải học theo người khác Vì sao vậy? Vì căn tánh của mỗi người chúng ta Đều không như nhau Nhất định phải đọc đến khi bản thân mình Như chúng tôi thường nói là tâm bình khí hòa Toàn thân thoải mái Chính là được thọ dụng Sự chỉ dạy của Phật Pháp thường nói đến Khế lý, khế cơ Khế cơ là căn tánh của mỗi chúng ta Không phải nói người khác Phải thích hợp với mình mới được Thích hợp với họ thì chưa chắc thích hợp với ta Thích hợp với ta thì chưa chắc thích hợp với họ Căn tánh của mỗi người không như nhau Đọc thầm cũng được Đọc ra tiếng cũng được thông thường khi đọc kinh là đọc ra tiếng khi đọc ra tiếng thì mỗi chữ mỗi câu bằng phải đọc cho rõ ràng mạch lạc vì sao vậy việc đọc ra tiếng là lời tha khiến cho người khác nghe sau khi nghe rồi thì sẽ giác ngộ nếu như đọc thầm thì chỉ có mình được thọ dụng Đọc thầm thì quỷ thần cũng được thọ dụng Người thông thường chúng ta thì không được Người thông thường thì phiền não tập khí rất nặng Thân tâm chúng ta nếu như có sự động tâm rất nhỏ Người thông thường không thể phát hiện ra Nhưng quỷ thần thì biết được Chúng ta đọc thầm thì họ cũng có thể nghe Ở trong lục tổ đàn kinh Chúng ta đọc được Đại sư Huệ Năng Nhân duyên học Phật của Ngài Cũng rất là ngẫu nhiên Ngài ở trên núi đốn quỷ Mang vào thành để bán Sau khi bán xong Ngài dùng tiền để mua ít đồ dùng Mang về nhà Liền nghe có người đang đọc Kinh Kim Cang Nghe đứng bên ngoài cửa sổ nghe Nghe người ta đọc đến câu Ưng vô sở trụ nghi sanh kỳ tâm Nghe liền rung động Thế là Ngài đi vào bên trong tìm người đọc Kinh Ông đọc Kinh gì vậy? Nghe hỏi để cho biết Nhân duyên học Phật của Ngài Là bắt đầu từ chỗ này Chính là khi đọc kinh lớn tiếng Thì bạn có thể gặp được người như Đại sư Huệ Năng Cho nên khi đọc kinh Bạn nên đọc từng chữ từng câu Cho rõ ràng Giọng đọc phải cảm xúc thì người ta nghe rồi mới thích cho nên điều này là có tự lợi lợi tha cho nên học phật phải biết học điều gì cái gì là học phật phải nên hiểu cho rõ ràng thông suốt phật chính là chân như bổn tánh của chính mình thì phật mới thật sự là của chính mình trong tông môn có nói Bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh ra Trong Phật Pháp thì nói Mười phương, ba đời, tất cả chư Phật như lai Cái danh hiệu này quá nhiều, quá nhiều Kinh dạng Phật danh Chính là Thích Ca Mâu Ni Phật lược thuyết Trong kinh này có hơn 12.000 danh hiệu Phật Danh hiệu này là quá nhiều Thực tại mà nói danh hiệu Phật Phẩm danh hiệu trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều Vô lượng vô biên danh hiệu là tánh đức Cổ tự tánh chính mình Bạn có nhiều đức đăng như vậy Vô lượng vô biên đức đăng nói không hết Cho nên thấy là chân tâm của chính mình danh hiệu của đức tánh danh hiệu của bồ tát cùng a la hán cũng là vô lượng vô biên là danh hiệu là tu đức của chính mình không phải là của người khác nói một cách tổng quát cổ đại đức thường nói quay về tự tánh Thì bạn có được thọ dụng Bạn mới hiểu được Từng danh hiệu Phật Từng danh hiệu Bồ Tát Bản thân mình đều được thọ dụng Vì sao vậy? Vì để khởi lên được tánh đức Tu đức của chính mình Khiến cho mình niệm niệm đều tương ưng Giới tánh đức và tu đức Cái công phu này rất tuyệt vời Điều này trong tông môn thường nói là lãnh hội Là biết cách tu Thì sự tiến bộ rất nhanh Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiên Tà đồng tử là đại biểu Đại biểu cho người biết tu hành Chính là Thấy sắc nghe tiếng Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Nghe đều có thể quy về tự tánh Nên người này được gọi là thiện tài Vậy thiện tài là bao gồm Nam nữ Già trẻ Người sơ học chúng ta Chỉ cần bạn biết tu Thì tất cả được gọi là thiện tài vì sao gọi bằng cái tên này vậy Thiện là nói thiện căn Tài là nói phước đức Là người này có thiện căn Có phước đức Bạn có thể tiếp nhận được Phật Pháp Đại Thừa Bạn đã biết dùng công Bạn đã dùng công đúng như Pháp Trong cuộc đời này của bạn Nhất định sẽ thành tựu viên mãn bạn phải biết cách tu không thể không nghe kinh không những phải nghe mà nên nghe nhiều hằng ngày phải quân tập vì sao vậy vì chúng ta đối với lý luận giáo nghĩa thực tại mà nói là còn mơ hồ chưa thông suốt Bởi vì còn mơ hồ chưa thông suốt Cho nên bạn mới có nghi hoặc Mới có vọng niệm Bạn thật sự đã hiểu rõ ràng thông suốt rồi Thì vọng niệm của bạn không còn nữa Nghi hoặc cũng không còn nữa Vọng tưởng cũng không còn nữa Tâm bạn đã định rồi Đến lúc đó bạn có thể không nghe kinh nhưng mà không thể không đọc kinh phải nhớ đọc kinh như là tôi vừa rồi mới nói đọc kinh là một lần hoàn thành giới định huệ đây là sự tu hành chân thật cho nên bồ tát đọc kinh thì tuyệt đối không có nghĩ đến nghĩa của kinh là không có chuyện này cách tu hành này trong kinh bát nhã gọi là tu căn bản trí căn bản trí mọi người đều biết bát nhã vô tri vô tri là căn bản trí nó khởi tác dụng là điều gì cũng biết hay nói cách khác mỗi ngày khi chúng ta đọc kinh thật sự không khởi lên một ý niệm nào đó là vô tri đến khi bạn khởi tác dụng tác dụng là vô lượng vô biên áp dụng trong cuộc sống áp dụng trong công việc áp dụng trong việc đối người tiếp vật trí huệ của bạn đã hiện bày ra điều này gọi là điều gì cũng, cũng biết Thí dụ như có người đến tịnh giáo Ý nghĩa kinh điển với bạn Người ta vừa hỏi Thì bạn liền sanh ra vô lượng nghĩa Đương nhiên Bạn không thể nói với họ là vô lượng nghĩa Nói thì cũng phí công bạn phải quán căn cơ, xem trình độ của họ như thế nào, đem cái ý nghĩa trong vô lượng nghĩa đó mà hiện tại họ thọ dụng nhất, thì bạn giảng cho họ nghe cái ý nghĩa đó, họ nghe rồi thì được thọ dụng, họ liền giác ngộ, liền được lợi ích, liền sanh tâm quan hỷ Cho nên vì người diễn nói Bạn phải nhớ kỹ Vì người chứ không phải vì chính mình Vì người thì bạn phải quan sát căn tánh của họ Trình độ của họ Hiện tại họ đang cần Điều này quan trọng nhất đây chính là thuộc về hậu đắc trí hậu đắc trí là ứng dụng của trí huệ ứng dụng là sống những câu này ở trong kinh trước tiên phật nói với chúng ta chân tướng sự thật của thế giới tây phương cực lạ vì chúng ta mà nói rõ khiến cho chúng ta sanh lòng ngưỡng mộ vô hạn khát khao muốn nhanh chóng sanh về thế giới cực lạ để gặp a di đà phật câu kế tiếp là hóa phật phóng hoàng đây là quan trung hóa Phật Mỗi một vị Phật Lại phóng vô lượng quang minh Phần tính lược của Kinh Văn Ý nghĩa này rất sâu xa trong quang minh lại hóa ra Bồ Tát Giống như Bồ Tát Quang Thế Âm Có 32 ứng hóa thân Tại chỗ này nói hóa Phật Hóa Bồ Tát Các vị nhất định phải hiểu rõ Khi Phật cùng Bồ Tát Ứng hóa Thì hiện ra là tướng gì? Không nhất định là 32 tướng tốt 80 vẻ dạ đẹp Bởi vì Trong quang minh hóa Phật Vì Phật này lại phóng quang trong quang minh lợi hóa vô lượng bồ tát không phải là theo ý của mình bản thân mình không có ý bản thân mình xác thực không có khởi tâm động niệm nếu như bản thân mình có khởi tâm động niệm gì thì sai rồi đó là phạm phu sự biến hóa đó là có giới hạn người cõi trời trong lục đạo của chúng ta thì có cái khả năng này là có giới hạn Không phải là vô hạn Đây là tánh đức Tánh đức là vô hạn Cuối cùng là ứng ra hình tướng như thế nào Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Đó là trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói Không phải là tùy theo tâm của Phật Bồ Tát Mà là theo tâm chúng sanh Chúng sanh thích thân tướng gì Thì Phật Bồ Tát liền hiện ra tướng đó hiện tướng rất là tự nhiên nhất định phải ghi nhớ là xưa đây các ngài không có khởi tâm đồng niệm hiện tướng rất là tự nhiên vì chúng sanh mà thuyết pháp cũng là thuyết pháp một cách tự nhiên cũng không có ý nghĩ ta xem thử căn tánh của mọi người nên thuyết cho bạn pháp gì đó là phạm phu là hoàn toàn rơi vào trong ý thức rồi Pháp vốn là như vậy Hiển thị ra Dạng đức dạng năng Của tự tánh Là thì hiện ra Già trẻ gái trai các ngành các nghề Phật thì hiện ra là hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh bản thân ngài đã tu hành viên mãn rồi hoàn toàn là vì chúng sanh đó là phật thì hiện ra vì chúng sanh cũng vừa là vì chính mình đó là bồ tát vì sao vậy pháp thân bồ tát các ngài vẫn còn mấy phẩm vô minh chưa đoạn hết Các ngài ở trong mười pháp giới Có năng lực Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Cũng có năng lực này Tùy chúng sanh tâm Ứng sở ti lượng Các ngài có năng lực này Các ngài giúp đỡ Tất cả chúng sanh Nhưng vẫn phải nâng cao cảnh giới của chính mình Đây chính là Bồ Tát Hóa Thần trong tâm phàm phu của chúng ta đối với sự hóa thân của phật sự hóa thân của bồ tát chúng ta hoàn toàn không có cách nào để phân biệt bồ tát có khả năng phân biệt hay không bồ tát cũng không có khả năng phân biệt phật thì có khả năng phân biệt vì sao vậy? Vì Bồ Tát thì không biết cảnh giới của Phật Phật thì biết cảnh giới của Bồ Tát Bậc cao thì biết được bậc thấp Bậc thấp thì không biết được bậc cao Cho nên chúng ta nên biết Tất cả chúng sanh ở trong sáu cõi Ở trong đó không biết là có bao nhiêu vị Phật Có bao nhiêu vị Bồ Tát Cho nên nghĩ đến chỗ này Thì phàm phu tu hành thật là khó khăn Thường hay đắc tội với Phật Bồ Tát Mà bản thân mình hoàn toàn không biết Sự tiền hiện của Phật Bồ Tát các bạn tỉ mỉ đọc Kinh Hoa Nghiêm Thì sẽ biết Bạn xem thử 53 tham vấn Trong Kinh Hoa Nghiêm 53 vị tiền tri thức Đều là sự thi hiện của chư Phật Bồ Tát Tuyệt đối không thể xem tỳ kheo đức dân Là sơ trụ Bồ Tát tỳ kheo hải dân là nhị trụ bồ tát tỳ kheo diệu trụ là tam trụ bồ tát nếu như bạn nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai rồi các ngài hiện tướng là hiện cái tướng đó trên thực tế là tất cả các ngài đều là quả dị, cứu cánh thành phật viên mãn mà thì hiện ra các ngài thì hiện ra thân tướng đó bên trong đó là dụng ý rất sâu sắc thiên tài đồng tử đến tham phỏng ngài đức dân thì thiên tài đồng tử đã chứng được sơ trụ thấy được ngài đức dân thì chứng được địa vị sơ trụ từ sơ trụ lại hướng lên trên gặp được ngài hải dân thì chứng được địa vị nhị trụ Ý nghĩa là như vậy Đến đệ thức hồi hướng Là quan thế âm Bồ Tát Thiện tài đồng tử tham phỏng quan thế âm Bồ Tát Thì địa vị của Ngài là đệ thức hồi hướng Bồ Tát Hay nói cách khác bạn tham học với người nào Người đó ở địa vị, vị gì Thì bạn liền khế nhập vào cảnh giới của người đó Thì bạn liền chứng được có gì giống như họ vậy Chúng ta không thể không biết điều này Trên kinh đó là ý nghĩa của biểu pháp Chúng ta ngày nay học Phật không thể kế nhập Nguyên nhân là do đâu? Do phiền não tập khí quá nặng Ngàn ngữ thường nói Nghiệp chướng quá nặng Điều này là thật Không phải là giả Cho nên học Phật Điều đầu tiên Là phải tiêu nghiệp chướng Tứ Hoàng Thệ Nguyện Là con đường tu hành Chứng quả Mà tất cả chư Phật Bồ Tát đã đi Không thể vượt ra khỏi cái trình tự này Bạn xem câu đầu tiên Là dạy cho bạn phát nguyện phát nguyện gì phát đại nguyện độ chúng sanh chúng sanh vô biên thể nguyện độ nếu bạn quả nhiên có cái đại nguyện này thì bạn có còn hại chúng sanh hay không bạn có còn chướng ngại chúng sanh hay không không thể có chuyện này mỗi ngày chúng ta đọc bài kệ này đọc bốn câu kệ này tâm chúng ta chưa phát ra được đây chính là có nghiệp chướng cản trở tâm của bạn chưa phát ra được cái tâm này thực sự phát ra được thì bạn bắt đầu tu hành nguyện này sẽ dẫn dắt bạn tu hành nguyện ở phía trước dẫn đường tu hành phải bắt đầu từ chỗ nào từ chỗ đoạn phiền não phiền não vô tận thể nguyện đoạn hay nói cách khác bạn phải sửa khuyết điểm phải sửa tập khí chúng ta ngày nay thực tại mà nói là quá khó sửa tại vì sao lại khó như vậy từ nhỏ chưa có học qua cho nên trong công việc này chúng ta không có cách nào so với cổ nhân các ngài đã học từ nhỏ học điều gì là học làm người họ đã tiếp nhận sự giáo dục. Chúng ta từ nhỏ đến nay không có người dạy. Chương trình tu học. Trong những năm gần đây ở cư sĩ Lâm đã dạy cho các em nhỏ học địa tử huy. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ đệ tử quy Ngày xưa mọi người đều đã học qua Cho nên Họ tu thập thiện không khó Trị giới cũng không khó Từ nhỏ họ đã biết giữ phép tắc Tư tưởng kiến giải thì thuần chánh Lời nói việc làm đều là hợp với quy củ Vì từ nhỏ đã được dạy dỗ rồi Cho nên khi tiếp xúc với Phật Pháp Trong Phật Pháp nói đến giới luật Thì họ chẳng có khó chút nào Họ dễ dàng làm được Chúng ta ngày nay khó ở chỗ nào Khó là từ nhỏ chúng ta chưa có học qua Hiện tại thì toàn thân đã có nhiều khuyết điểm Khuyết điểm quan trọng nhất là tạo khẩu nghiệp trước đây lý lão sư đã dạy chúng tôi lý lão sư thường nói công đức đã tu tập của các bạn mỗi ngày đều từ nơi miệng mà chạy ra hết rồi phật pháp có nói đến chữ lậu chính là từ cái lỗ rất to này mà chảy ra thích phê bình người khác thích nói lỗi người khác đây thật sự gọi là hữu lậu hết thảy công đức bạn đã tu tập hoàn toàn chạy mất hết nói lỗi của người khác là lỗi lầm lớn nhất là lỗi lầm nghiêm trọng nhất bạn nghĩ xem vì sao từ bản thân của bạn mà nói là tâm của bạn không thanh tịnh chúng ta nói bồ đề tâm bạn không có tâm chân thành tâm của bạn là giả dối bạn không có tâm thanh tịnh tâm của bạn bị nhiễm ô bạn không có tâm bình đẳng tâm của bạn có cao thấp đều cho rằng là bản thân mình thì đúng người khác thì sai vậy là không có tâm bình đẳng không có chánh giác thì bạn ngu si bạn không có từ bi thì bạn sẽ tự tư tự lợi cho nên từng nơi khẩu nghiệp thì biết được bạn hoàn toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn không tương ưng với bồ đề tâm Không tương ứng với Bồ Đề Tâm Thì chính là không tương ứng với toàn bộ Phật Pháp Đại Thừa Với bất cứ Pháp môn nào Trong Phật Pháp Đại Thừa Thì bạn cũng sẽ không thành tựu Theo Pháp Thế gian mà nói Cái miệng là cửa của họa và phước Tích phê bình người khác Có ý hay là vô ý Kết quán thù với người ta đã kết quán thù rồi thì không sớm thì muộn bạn sẽ gặp sự báo thù. Nhân quả thông ba đời. Bạn thích phê bình người khác thì người khác cũng phê bình bạn, quả báo là như vậy mà. Bạn làm sao mà tránh khỏi được chứ? Đây là từ bản thân của bạn đã phá hoại đức hạnh của chính bạn từ bản thân bạn đã phá hoại công phu tu hành của mình cho nên lão cư sĩ hạ liên cư có nói một câu trong tình ngữ tôi ấn tượng rất sâu sắc nghe nói các đồng tu tịnh tông chúng ta nếu như ba năm không nói chuyện thì đảm bảo sẽ khai ngộ câu nói này rất có lý ba năm không nói chuyện thì khẩu nghiệp của bạn thanh tịnh cho nên người thích tới lỗi người khác thì công đức đều chảy ra hết bạn không thể không biết Nếu như đối với thế gian này Đối với chúng sanh Đặc biệt là thời đại này hiện nay Bạn tạo nghiệp Đều là nghiệp địa ngục Vì sao vậy? Vì cái xã hội này hiện nay Các bạn biết được là Động loạn bất an Tương lai ở trong lịch sử Đây là thời đại thiên hạ động loạn sự đồng loạn này là do ai tạo ra? là do những người thích nói lỗi của người khác tạo ra. Mà mỗi ngày phê bình người khác, mỗi ngày nói người này không đúng người kia không đúng. bạn đang ở đó gây sự bất hòa, bạn đang ở đó tạo nhiều điều mâu thuẫn, bạn đang ở đó gây ra điều đối lập bạn chính là người phá hoại sự an định của xã hội phá hoại sự hòa bình của thế giới bạn làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều phải chịu khổ chịu nạn mỗi ngày bạn phê bình người này bạn phê bình người kia bạn đã tạo tội rồi bạn nói người ta cũng đang phê bình không sai người ta cũng phê bình cho nên thế giới mới có ngày tận thế cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cửa cổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật